Tháng 12, Tiên Nguyên bước vào mùa đông. Chúng tôi trở lại các thôn làng vùng sâu của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây giáp với vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông, ghé thăm thôn Phúc Cát thuộc xã Phúc Thọ, một trong những thôn cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng được kéo điện lưới quốc gia vào năm 2017. Thưa quý vị, Thúy Quyên đang có mặt tại thôn Phúc Cát, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng. Thì được biết đây là một trong hai thôn của xã Phúc Thọ có điện cách đây 3 năm là vào năm 2017. Thì bây giờ Thúy Quyên mời quý vị hãy cùng đến nhà bác trưởng thôn là bác Dương để cùng nghe, cùng tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở đây đã thay đổi như thế nào kể từ sau khi có điện quý vị nha. Dạ, cháu chào bác Dương ạ. Chào chú. Thì ngày hôm nay được bên Điện lực huyện Lâm Hà giới thiệu thì cháu đến thôn của mình để tìm hiểu xem là đời sống của người dân mình nó đã thay đổi như thế nào kể từ khi mà có điện. Thì bác có thể cho cháu hỏi là toàn thôn của mình là hiện có bao nhiêu hộ không ạ? Toàn thôn của Phúc Cát ở đây là 158 hộ. Thì từ ngày có điện đấy thì bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất. Và vừa có ánh sáng đi làm mệt mỏi về thì cũng cắm điện vào là có cơm điện. Đó. Thế tưới tiêu rất thuận tiện cho bà con. Trong cái hội trường thôn thì các phụ nữ, thanh niên, các cái hội họp văn hóa văn nghệ là tại hội trường thôn thì lắp vào thì điện vào là sáng rực, cứ hát hò nhảy múa thôi. Cuộc sống mà nó cũng vui vẻ và phấn khởi hơn đúng không ạ? Phấn khởi hơn. Từ ngày có điện, người dân nơi đây đã chủ động mua sắm nhiều thiết bị sử dụng điện có giá trị về phục vụ sinh hoạt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đặc biệt là phục vụ tưới nước cho sản xuất nông nghiệp. Từ trên cao, nổi bật lên giữa màu xanh ngút ngàn các rẫy cà phê, nương dâu tằm là những ngôi nhà ngói mới của điểm trường Phúc Thọ 2. Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Học sinh của điểm trường này chủ yếu là học sinh người dân tộc thiểu số. Nên sau khi nối điện lưới quốc gia, cả cô và học sinh rất phấn khởi. Các em học bài tốt hơn, quang cảnh của trường lớp cũng tươi sáng, sạch sẽ hơn. Nhờ có điện, nhà trường đã bố trí thêm bóng điện và quạt cho các phòng học, đảm bảo ánh sáng và không khí mát mẻ cho lớp học. Ba thôn trong 7 thôn là của tỉnh Lâm Đồng là được đầu tư điện lưới quốc gia. Thì trong đó thì có sự chuyển biến rất là rõ nét đối với lại là thôn Phúc Thạch của xã Liên Hà. Thì là một trong những thôn là chưa có một hộ nào được sử dụng điện lưới quốc gia và tổng số hộ năm 2018 được phát triển mà sử dụng điện lưới quốc gia là 216 hộ. Và trong năm 2019 thì là hai xã Liên Hà và xã Phúc Thọ thì đã được là công nhận là xã nông thôn mới đối với lại huyện Lâm Hà, giảm cái sự là giãn cách giữa người nghèo, giữa thành thị và nông thôn. Thì hiện nay thì mức thu nhập bình quân của hai xã Liên Hà Phúc Thọ thì đạt trung bình là khoảng 60 triệu một người trên một năm. Đến thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Đây cũng là một trong những thôn cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng có điện lưới quốc gia. Với quy mô vườn 6,4 hectare đất, mỗi năm chị Nguyễn Thị Đức thu hoạch được hơn 20 tấn cà phê và 7 tấn mắc ca. Từ ngày có điện sử dụng, công việc tưới tiêu cũng như sinh hoạt hàng ngày trở nên thuận lợi và tiện nghi hơn. Hầu lúc chưa có điện thì đường xá là khó khăn, đi vất vả. Lòm thì nó cũng không kinh tế, không bằng cái lúc có điện. Từ năm 2017 tới nay thì kinh tế có dân thì nói chung là cũng phát triển lên cũng đều đều. Chưa có điện là một lần tưới bàn giàu là cả 6 triệu. Còn bây giờ không có điện thì mình tưới có 4 triệu. Mình một năm mình tưới 3 đợt. Nói chung sử dụng điện trong nhà là ok. Tủ lạnh mà máy giặt rồi cơm nước đồ là bóng đèn bóng đồ là kiểu như thắp sáng, kiểu như là tinh thần thoải mái hơn cái lúc mà chưa có điện. Riêng ngành điện lực thì quan tâm tới cái thôn này và các
các hộ gia đình nói chung, chỉ cần nhấc máy alo thôi, một tiếng đồng hồ sau thì anh em điện lực tới là khắc phục ngay. Là từ khi kéo điện thì anh em thợ điện ở trong này thì cũng người dân tộc tại chỗ, thì họ rành hết là cái trụ điện nào có số bao nhiêu, ký hiệu bao nhiêu, chỉ cần đọc cái trụ điện đó tên gì là anh em thợ điện tới là làm ngay, khắc phục liền. Đường vào các thôn bản vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng giờ đây được bê tông hóa đẹp hơn trước. Những trụ điện vững chãi đưa ánh sáng đến với người dân. Những ngôi nhà mới xây cũng dần xuất hiện bên rẫy cà phê xanh mướt như bừng lên sức sống mới. Ngoài sự quan tâm đầu tư của nhà nước về hệ thống điện, đường, giáo dục, hỗ trợ vốn vay, thì sự chăm chỉ, siêng năng của người dân cũng góp phần giúp nhiều gia đình thoát cảnh đói nghèo, thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương trở nên khởi sắc, trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn và cải thiện đời sống của người dân.